Tại buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong do Trung tâm Khuyến Nông thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, trên tấm phong có nhiều sai lỗi chính tả. Sau khi hình ảnh về tấm phong lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ gây xôn xao cộng đồng mạng. Chiều ngày 19 tháng 9, lãnh đạo Trung tâm Khuyến Nông Hà Tĩnh thừa nhận có sự việc trên do lỗi của đơn vị in ấn. Trung tâm có hợp đồng với một khách sạn tại địa bàn huyện Vũ Quang về việc thuê hội trường và in tấm phong tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong nội theo hướng sinh thái cho người dân ở huyện Vũ Quang và huyện Hương Sơn vào sáng ngày 16 tháng 9. Phía khách sạn đã hợp đồng với cơ sở in ấn để làm phong nhưng đã không kiểm tra, dẫn đến sai sót về lỗi chính tả, dấu câu trên tấm phong như trên mạng xã hội. Trước buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong, Trung tâm Khuyến Nông Hà Tĩnh đã phát hiện tấm phong bị lỗi nên đã xin lỗi học viên, xin sửa những lỗi có thể sửa được và tập huấn cho kịp thời gian. Tuy nhiên, có người đã chụp ảnh lại tấm phong bị lỗi khi buổi tập huấn chưa diễn ra để đăng lên mạng xã hội. Sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, phía khách sạn đã nhận lỗi.